Xin chào tất cả quý bà con, quý vị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ 6 ngày 15 tháng 9 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình Bích Thái vào buổi sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên. Đối với bà con, quý vị các bạn cùng mà tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình Bích Thái thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại sản khác trên kênh. Thưa quý bà con, quý cô bác, quý vị, các bạn, thì giá Bích Thái trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá tiếp tục duy trì ổn định trong một vài ngày trở lại đây. Do hiện nay thì lượng mít tới lứa đang thu hoạch ở trong vườn thì còn ít, nên dự báo là trong một vài ngày tới thì giá mít vẫn còn có thể tiếp tục duy trì. Khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang mít nhất dao động từ 40.000, cao lớn dao động từ 38.000, cao nhì là 28.000, dao mít cao ba dao động từ 16.000. Chợ hiện nay khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ với giá đồng từ 5.000 đến 6.000. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mức nhất giao động từ 41.000, cao lớn là 39.000, cao nhìn là 29.000 và mức cao ba giao động từ 17.000. Chợ hiện nay ở khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ với giá đồng từ 6.000. Khu vực Tiền Giang, khu vực Tiền Giang hiện nay thì mức giao động từ 42.000, cao lớn là 40, cao nhì là 30 và mức cao ba giao động từ 18.000. Giá chợ hiện nay ở khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chợ với giá đồng từ 6.000 đến 7.000. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác. Ở khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều giờ mít. Còn tình hình giá mít ở khu vực miền Đông như khu vực Bình Dương, khu vực Bình Phước, khu vực Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu thì mít giao động từ 34.000, cao lớn là 30 và mít cao nhỏ giao động từ 14.000. Chợ hiện nay khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua mít chợ với giá động từ 4.000 đến 5.000. Giá tại khu vực miền Đông như khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu. Còn khu vực Tây Nguyên, ở khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít nhất dao động từ 32.000, cao lớn là 28.000 và mít cao nhỏ dao động từ 13.000. Mít chợ hiện nay khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua mít chợ với giá động từ 3.000 đến 4.000. Ngoài ra thì tình hình mít cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít và tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần, mà thương lái mua chênh lệch lên xuống như các vườn mít là từ 500 đến 1.000. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân, quý vị các bạn đang xem kênh đến một ngày vui vẻ, may mắn và luôn thành công.